À, chào anh em nha. Hôm nay mình chuẩn bị test 4-5 cây bô nha nè. 5 cây bô này bô Gin 2000 nha anh em. Giá 110 cũng có. Giá từ 4 triệu mấy đến 8 triệu mấy nha anh em. Là trong hết nguyên giải này luôn nha. Đó, anh em nào cắt cây nào cái alo liên hệ nha anh em. Đây, đây cây số 1 nha. Cây số 1 là mình dẫn lên xe rồi nha. Cây số 1 nè. Đó. Anh em kết tiếng nổ nào cứ hướng mình không báo giá tổng thể cho mình giờ từ 4 triệu mấy đến 8 triệu mấy xong giải này nha anh em, nào kết cái nào cũng em cãi nha, tiếng nổ bao hay nha nè. Giao luôn. Còn anh em là mà xài hắn đùm á, mình sẽ làm một cái bát nó lại nha anh em. Nó có bát về nha, mình làm cái bát nó lại nha, mình giao cho anh em nha. Tại vì nó mới về thì có con số nó có một bát nè. Thì anh em nào mà xài hắn đùm nữa thì mình sẽ hàng lại, mình hàng lại cho anh em nha anh em. Đó. Giá cho anh em đi tết luôn. Anh em thích cây số mấy thì cứ báo mình là mình báo giá liền nha anh em. Trước khi giao anh em là mình gắn cái bát ba lỗ vô nghe anh em, gắn cái bát ba lỗ vô rồi tặng cho anh em vài miếng con cô bôn nữa. Anh em mà đi thắng đĩa thì cứ để giùm đi nha. Nè bô chiêu mất cổ nè, cái này có số L1 luôn nghe anh em, cái này có số L1 luôn đó. Rồi nghe cái số 1, bây giờ mình đi cái số 2 nghe nè. Cái số 2 nè, cái số 2 là cây 2000 luôn, chưa móc mổ nghe nè. À, bát xong số, cái này là có sơn sơn giống như sơn giả gam vậy nè, có bát sẵn luôn nè. Đó. Rồi cái này là tiêu gin nha nè. Tiêu đầu gù nha. Tiêu đầu gù gin. Thì anh em nào muốn tiêu gin thì mắc hơn chút xíu nha nè. Nhưng mà đủ giá cho anh em chơi luôn. Cái cây này là nó xử lý bóng sẵn luôn nha anh em, về giống như gam vậy. Nó ngà ngà nó xuống màu theo năm tháng luôn anh em, là đi xe gin nó thì vô. Ô chưa mất mổ mới nổ từ tiếng hay anh em. Đây quan trọng cái tiếng nổ thì mình đi bô gin. Giá này chỉ hơn bô lợi một chút xíu anh em nè. Anh em này muốn sơn lại mình hỗ trợ sơn lại nguyên cây cho anh em luôn. Thì giao cho anh em là anh em coi đúng cái số này. Lý do 5 cây nó hơi nhiều đó, mình test 1 cây độ ngắn cho anh em nghe.
cây số 3, cây 110g zin chưa mất bổ rồi nè, có số D5 nè. Hai bát zin luôn nè. Mặt quà này là bao đẹp cho anh em nha. Đó, anh em thật có về có thể lên 3 bát bình thường nha anh em. Lên 3 bát như bộ 120 luôn. Nhưng mà 110 với 120g nó khác nhau và không có con đĩa mé hồng nè nè. Đó, ngắn ghề nè. Đó. Đó, vỏ lon zin luôn nè. Zin xưa giờ chưa có thay luôn nha anh em. Anh em muốn hỗ trợ thay mình thay luôn nha anh em. Đó, tiêu zin luôn nha. Nè, có chấm như 99 nè. Anh em thấy không? 4 chấm. Cổ còn khá nè. Đó, cổ gần còn gam nha nè. Thì mình nói trong khoảng cái khuôn đó là anh em biết rồi nha. Đó. Cao lắm thì cũng 8 triệu mấy nha. Rồi lên xe nè. Nước gam hết bài. Anh em 110 là muốn vô xe thì húng em. Cái này về anh em nào để chơi mình lên 3 bát như 120 luôn nha nè. Lên 3 bát là như bộ gầm 120 luôn với hai cái vỏ này. Nó đủ Tết nhận thọ đủ tầm dày chân được không? Tới cây số 4 nha nè. Cây số 4 này cái nước nước sơn zin nha nè, cổ nè. Cổ này xét cho 5 tháng anh em nào muốn dặm mà dặm lại nha, nước sơn zin từ đây lên tới đây luôn nha nè. Vỏ lon zin nè. Mặt trong nè. Hai bát zin. Ngắn ghề nha nè, nè. Ấn ghề mà nè, cái cây này nó hàng hơn nửa cái xíu nha nè. Ống tiêu zin nha, ống tiêu đúng đầy 2000 zin nha nè. Ống tiêu cặp, ống tiêu đầu gù lớn nè. Đó. Đi ra cho anh em bắt cái bát này vô nha. Mấy cái bộ zin em để ý nè, mấy cái lỗ này nè. Ba lỗ này hàng ngắn rất là sâu nè. Nó trong cái lỗ này nó có cái núm giống như núm lầu lên nữa nè. Đó.
tiêu gin nổi tiếng Anh nên là có qué 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 này. Một cây cuối cùng nghe nè, cái bộ gam nha nè, bộ gam này trong đây nước gam luôn mà sao chủ sơn lại nha nè, cái gam bộ gam này nó đi rất là sâu nha, 120g nha nè, nè cổ còn gam nè, cổ còn gam xanh nha nè, gam xanh tới cổ, đó. Có móc khói nha nè, tiếng nổ ghim, cái này giá rẻ nha nè, giá rẻ nhất đi cho anh em dễ biết. Rồi anh em là kết tiếng não này lên, lên xe. Cái số 5 nha anh em, là thích tiếng bén bén như thế này. Ok rồi, cảm ơn tất cả anh em nha, anh em nghe cảm thấy cái tiếng nổ nào mà hợp anh em vừa ý cứ alo liên hệ em nha, rồi hàng cũng ship toàn quốc nha anh em, cảm ơn tất cả anh em.